5 thói quen dễ dẫn đến ung thư vàm họng mà chúng ta vẫn hồn nhiên làm hàng ngày. Ít ai có thể ngờ rằng những thói quen tưởng chừng vô hại này lại khiến căn bệnh ung thư vàm họng đáng sợ ghé thăm bạn sớm. Như mới đưa tin, các fan và người yêu mến Kim Woo Bin cực sốc trước thông tin chấn động nam diễn viên Hàn Quốc này bị ung thư vàm họng. Cần phải khẳng định rằng ung thư vàm họng là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và đang có xu hướng tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Bạn đừng cho rằng phải vì lý do to tát nào đó mà ung thư vàm họng mới ghé thăm bạn, mà chúng có thể phát triển âm thầm do chính những thói quen sinh hoạt xấu hàng ngày của bạn đấy. Hãy điểm ngay lại với những thói quen thường ngày có thể khiến bạn kết bạn với căn bệnh này. 1. Hút thuốc lá. Thuốc lá được cho là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra căn bệnh ung thư vàm họng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra có hàng trăm lọ hóa chất độc hại gây độc tế bào, làm tăng nguy cơ ung thư cho người hút thuốc như nicotine, benzene, hydrocarbon, nitrit. Khi đốt thuốc, các chất ung thư hít vào phổi gây phá hủy chức năng bảo vệ đường hô hấp, gây viêm niêm mạc và biến đổi tế bào biểu mô, cuối cùng dễ dẫn đến ung thư hô hấp, trong đó có ung thư vàm họng. 2. Uống rượu bia nhiều. Bạn tin không, khi rượu bia là nguyên nhân chiếm tới 1/3 trường hợp mắc bệnh ung thư vàm họng đấy. Vì sao ư? Bởi khi vào cơ thể, dưới tác dụng của enzyme glucose dehydrogenase, rượu oxy hóa thành acetaldehyde, một chất gây ung thư, gây tổn thương DNA. Việc uống rượu làm tăng acetaldehyde trong nước bọt, làm tổn thương DNA ở các tế bào niêm mạc miệng, họng, thực quản và đường hô hấp trên. Chính những điều này đã làm tăng nguy cơ gây ung thư vàm họng. Vì thế, hãy tránh xa bia, rượu nếu bạn không muốn dính dáng tới căn bệnh này. 3. Yêu bằng miệng. Quan hệ tình dục bằng miệng được nhiều cặp đôi lựa chọn nhằm tăng cảm giác mới lạ trong đời sống tình dục. Tuy nhiên, cách yêu này tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ung thư vàm họng đáng sợ. Lý do là bởi bạn hoàn toàn có thể lây hoặc truyền virus HPV cho người ấy. Virus HPV là một loại virus nguy hiểm, đặc biệt là virus HPV 16 có trong tất cả các bệnh ung thư. Khi virus này xâm nhập vào cơ thể qua con đường quan hệ tình dục, chúng sẽ bám rễ ở khoang miệng và gây bệnh. Nếu không chữa trị được dứt điểm, biến chứng của bệnh sẽ dẫn đến nguy cơ ung thư khoang miệng, ung thư vàm họng cao. 4. Ăn quá nhiều thịt đỏ được chế biến sẵn. Thịt đỏ cung cấp cho ta một nguồn năng lượng và chất đạm tốt. Nhưng những loại thịt đỏ chứa nhiều muối hạt chế biến sẵn, đa phần có chứa nhiều muối nitrat hoặc nitrit. Khi hấp thụ vào trong người với số lượng lớn, những chất này dễ gây ra bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vàm họng. Ngoài ra, việc ăn thịt nấu chín ở nhiệt độ cao tạo ra một loại hóa chất được gọi là heterosilic amine, cũng tiềm tàng nguy cơ gây ung thư vàm họng. 5. Ăn thực phẩm lên men. Các chuyên gia đã khuyến cáo rằng việc ăn thực phẩm lên men, đồ muối quá lâu như dưa, cà tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là ung thư dạ dày và vàm họng. Sau thời gian ngâm muối lâu ngày, nhiều thành phần trong thực phẩm có thể bị biến chất, dễ làm phát triển tế bào ung thư ở vàm họng, dạ dày. Đặc biệt, đồ muối quá chua, quá lâu, nổi váng có khả năng tích tụ nhiều vi khuẩn độc hại. Vì thế, bạn nên tránh tiêu thụ những loại thực phẩm này. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách chữa tóc bạc sớm bằng đậu đen đơn giản tại nhà. Tóc bạc sớm chính là nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ. Vậy chúng ta phải làm sao để chữa trị chúng? Dưới đây là cách chữa tóc bạc sớm bằng đậu đen đơn giản tại nhà. Có lẽ một trong những nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ sau sinh không phải là làn da bị rạn hay thân hình phì nhiêu hay gương mặt sạm đen, mà đó chính là những sợi tóc bạc. Việc mọc tóc bạc sớm không chỉ cho thấy nhìn bạn già nua hơn, mà còn là tiềm ẩn của những bệnh lý khác về suy nhược cơ thể, gan, thận. Chính vì thế,
bạn cần phải tìm hiểu nguyên nhân và chữa trị ngay. Cùng Phụ Nữ News tìm ra nhé. Một số nguyên nhân khiến cho bạn bị mọc tóc bạc sớm. Hút thuốc lá. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra việc mọc tóc bạc. Đối với những người hút thuốc lá, thường dễ bị bạc tóc sớm gấp 4 lần so với những người không hút thuốc. Vì vậy, bạn cần phải ngừng ngay việc hút thuốc lá để không mắc bệnh mọc tóc bạc này. Ngoài ra, cũng có thể do một số nguyên nhân khác, như nhiều người mắc phải bệnh thiếu máu ác tính, thường do thiếu máu vitamin B12 nên làm giảm việc sản sinh các sắc tố hay hội chứng Winnet. Một bệnh bao gồm các biến chứng lão hóa sớm vào độ tuổi 30. Nguyên nhân tiếp theo đó chính là bạn đã già. Tóc bắt đầu chuyển từ màu đen sang trắng. Đây cũng là nguyên nhân hầu hết ai cũng mắc phải khi tuổi già đã đến. Đậu đen có tác dụng gì trong việc làm cho tóc chuyển màu? Đậu đen là thực phẩm ăn uống hàng ngày, giúp làm thanh lọc cơ thể và cung cấp nhiều vitamin cho da. Đặc biệt, đậu đen có thể làm đàn tóc trở lại trong thời gian nhanh nhất. Nhờ vào thành phần thiên nhiên có sẵn trong đậu đen, giúp nuôi dưỡng tóc, mang lại cho bạn mái tóc đen mượt hơn. Một trong những nguyên nhân gây bạc tóc chính là thiếu máu, thiếu vitamin B12, hội chứng Winnet, sử dụng một số viên khác gây rụng tóc, nhạt màu và viên methotrexate thường dùng điều trị ung thư và viêm khớp dạng thấp. Nếu như bạn có thói quen hay uống nước đậu đen mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện được các vấn đề này và mái tóc sẽ dần đen mượt trở lại. Đây chính là cách mà các chị em nên tham khảo ngay, áp dụng những cách làm đẹp tóc dưới đây để đạt hiệu quả cao. Uống nước đậu đen hàng ngày. Việc làm được xem là đơn giản và nhanh gọn nhất đó chính là uống nước đậu đen hàng ngày. Việc làm này sẽ giúp phục hồi vóc dáng cũng như mái tóc đen mượt. Mỗi ngày, bạn chỉ cần pha nước đậu đen uống hàng ngày, có thể uống xen kẽ cùng với nước lọc để tốt cho sức khỏe. Nhưng trước khi nấu sôi, bạn cần cho hạt đậu đen vào chảo rang cho thơm và cho vào nồi để nấu nước hàng ngày. Nước đậu đen thơm ngon lại rất dễ uống, bạn có thể uống bất kỳ thời gian nào trong ngày. Dùng đậu đen để chế biến các món ăn trong gia đình. Bạn có thể dùng đậu đen trong các bữa ăn hàng ngày trong gia đình bằng những món canh chẳng hạn. Đây sẽ là bí quyết giúp da bạn đẹp hơn, vóc dáng thon gọn và tóc bạc sẽ không còn mọc nữa. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp 250g đậu đen cùng 100g vừng đen, 30 hạt bạch quả, 150 hạt thủ ô đem xào chín, nghiền thành bột mịn, bảo quản trong lọ thủy tinh kín nắp, sử dụng mỗi ngày ăn 30g để mang lại hiệu quả cho làn tóc phục hồi. Bí quyết này được xem là hiệu quả và an toàn nhất. Hy vọng với những thông tin ở phía trên mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp cho chị em phụ nữ biết thêm nhiều thông tin đơn giản tại nhà, ít tốn kém, an toàn và sở hữu mái tóc dài đen mượt đến bất ngờ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng quý từ cây tầm bốp. Tầm bốp là cây dài, mọc nhiều ở Việt Nam. Quả tầm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm mà không phải ai cũng biết. Cây tầm bốp còn gọi là cây lòng đèn hay cây thù lù canh. Tên khoa học là Physalis angulata, thuộc họ cà, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Đặc điểm của cây tầm bốp. Cây mọc hoang trên khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang, hai bên ven đường đi ở các làng quê. Cũng nhìn thấy cả ở ven rừng, từ vùng thấp đến vùng có độ cao từ 1.500m so với mặt nước biển. Là loại cây thảo, cao 50-90cm, nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống, lá mọc xo le, hình bầu dục, chia thùy hoặc không. Dài 30-35mm, rộng 20-40mm, cuống lá dài từ 15-30mm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả. Đài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm trên ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận. Cây ra hoa kết quả quanh năm, có thể sử dụng cả cây để làm thuốc
có tên dược là Hepa physalis angulate. Công dụng và cách dùng. Đông y cho rằng toàn cây tầm bốt có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thất, khu đàm, trị khái, nhiễm kiên tán kết. Quả tầm bốt có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, chủ trị các chứng bệnh như cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, nhiệt, non nấc. Đắp ngòi trị đinh sang, rễ tươi nấu với lợn tim và chu sa, ăn trị bệnh đái tháo đường. Ở Ấn Độ, người ta còn sử dụng toàn cây tầm bốt làm thuốc lợi tiểu. Lá cây tầm bốt được sử dụng trị chứng rối loạn của dạ dày, nên cũng có người ăn thay rau hàng ngày. Tuy hơi đắng nhưng vị thanh mát, lá cây tầm bốt có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh, luộc hay xào. Các bài thuốc từ cây tầm bốt: trị nhọc vú, đinh độc. Dùng 40-80g cây tươi, giã vắt lấy nước uống. Bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa vết thương đau hàng ngày. Dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đậu, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm. Dùng 15-30g cây tầm bốt khô, tươi từ 50-100g, sắc uống trong ngày, dùng 3-5 ngày liền. Trị đái tháo đường, rễ cây tầm bốt tươi 20-30g, nấu với tim lợn và chu sa, cách một ngày dùng một lần, uống từ 5-7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhai vỏ chanh trong 3 phút, cao răng, mảng bám, ố vàng, cứng như đá cũng tự bong ra chỉ sau 2 lần áp dụng. Khỏi cần đến nha sĩ, cao răng và mảng bám ố vàng sẽ tự động bong ra, trắng sáng không tì vết. 100 người thì 99 người ưng ý. Chanh tươi được nhiều người biết đến với công dụng làm trắng da, ngăn ngừa mụn và xóa mờ vết thâm nhanh chóng. Đặc biệt, với tinh chất dầu thơm lại chứa nhiều vitamin, thì vỏ chanh chính là loại thần dược đặc trị hôi miệng và đánh bật cao răng mảng bám ố vàng hiệu quả. Tham khảo bài viết dưới đây để có công thức làm đẹp hữu hiệu cho chính mình ngay tại nhà. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả chanh tươi, 2 thìa muối miệng, 1 bàn chải đánh răng mềm, bát và thìa. Cách làm: chanh tươi đem rửa sạch nhiều lần, rồi tiến hành ngâm trong dung dịch nước muối pha loãng chừng 10 phút. Dùng dao gọt hết toàn bộ lớp vỏ xanh bên ngoài, rồi cho vào một chiếc bát nhỏ. Trộn đều 2 thìa muối miệng, 1 thìa nước cốt chanh trong khoảng 1 phút, ta sẽ thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách dùng: bước 1. Để loại bỏ cao răng, mảng bám ố vàng nhanh chóng, thì trước hết, bạn dùng nước ấm súc miệng nhiều lần, rồi dùng bàn chải nhúng đều vào hỗn hợp muối và nước cốt chanh. Bước 2. Tiếp đó, bạn dùng hỗn hợp trên chải đều từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, giúp các dưỡng chất hấp thụ một cách triệt để. Bước 3. Thực hiện thao tác này lặp đi lặp lại trong khoảng 1-2 phút, rồi dùng nước sạch súc miệng như bình thường. Bước 4. Hoàn thành xong, bạn dùng vỏ chanh bào nhuyễn vừa chuẩn bị cho vào miệng, rồi nhai thật kỹ trong khoảng 3 phút. Với phương pháp này, bạn nên áp dụng thường xuyên mỗi ngày một lần vào các buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ. Nó không những giúp hơi thở thơm tho, mặt khác đánh bật cao răng cứng đầu và trả lại hàm răng trắng bóng tự nhiên. Lưu ý nhỏ nhỏ: để đạt hiệu quả tối ưu, bạn nên thực hiện liên tục. Ngoài ra, cũng cần hạn chế sử dụng những loại thực phẩm có chứa các chất kích thích độc hại như rượu, bia, thuốc lá hay những nguyên liệu tối màu. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người có được hàm răng trắng bóng mà không cần tới nha sĩ cho tốn kém. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
tay bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cọt sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo, mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm, bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay. Đau dọc sống lưng xuống hai chân, tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà. Vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản, chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng, sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên, cũng rất có lý. Bưởi có những phytochemical
ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết can khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống, đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ: gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo, gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C,
14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamate, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.